Từ từ để con nói đã. Ừ, quay cái này. Được nha. Có người vô đây ăn cướp chó cô. Cô có thể chia sẻ lại một chút là cái tình hình là vô đây trộm chó trộm mèo cô như thế nào cô? Như vừa rồi á cũng có là cô Hồng. Dạ. Tôi là chủ nhà, tôi là Kim Chi, chủ ngôi nhà này. Dạ. Nuôi 200 mấy chục con mèo này. Dạ. Đó, nuôi 200 mấy chục con mèo này. Nhưng mà vừa rồi á, cách đây vừa rồi á thì có ông Đào Hiếu. Ông Đào Hiếu và cô Hồng. Cô Hồng á là đệ tử của ông Đào Hiếu. Đó. Đến đây để mà chia sẻ, tôi tưởng là cũng là Mạnh Thường Quân đến đây để mà chia sẻ mà giúp đỡ vệ sinh và những cái gì mà cần thiết đó thì chẳng qua họ đến đây để mà giúp đỡ tôi quay những cái cảnh mà của mèo, nhà mèo của chúng tôi để mà trục lợi, để gửi những cái hình ảnh qua nước ngoài để mà xin tiền của nước ngoài hỗ trợ về đó. Tức là tới đây là ban đầu là họ bảo giúp cô hả? Giúp cô. Trước hết đó là thân thiện trong nhà này và những con chó này nó quen thuộc rồi, nó không có sủa gì hết. Nhưng mà đó. Tới nhiều lần không cô? Tới cả tháng trời. Liên tục luôn. Họ tới cả tháng trời cũng như là vài bữa họ tới một lần, vài bữa họ tới một lần. Đó, khi mà cô Kiều Trang đăng lên á là phản đối á thì ông Đào Hiếu rút lui, nhưng mà để đệ tử đứng ra. Đó. Trong khi tôi có số tài khoản thì cô Hồng đứng ra để mà cho số tài khoản của những người bên đó để mà gửi về trong cái số tài khoản của cô Hồng để mà trục lợi nhà mèo của chúng tôi. Tức là cô không được cái gì hết mà người họ khác. Có gửi họ bên nước ngoài á, theo thông tin á, là ông Đào Hiếu có nhắn tin á, là cảm ơn những Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài, một người á, gửi 1.500 euro và 1.000 đô Úc. Ông Hiếu đã có nhận cho nên cảm ơn lại. Rồi những cái lần sau, rồi ông người thân của ông Hiếu ở bên đó có nhận của Mạnh Thường Quân ở bên đó chia sẻ là 520 euro. Đó. Thì bên đó có gửi về, và trong khi tôi có cái số tài khoản ông Hiếu đã đưa ra thì cô Hồng phản đối, không chịu. Rồi đưa cái số tài khoản vào tiền và có số tài khoản của cô Hồng. Ý của Hồng là nhiều lần hơn nữa chứ không phải là một lần. Và số tiền 520 đô rồi gửi về thì tôi chỉ nhận được 6 triệu tiền của nước ngoài thôi, với lại 4 triệu tiền Việt Nam. 4 triệu tiền Việt Nam là 10 triệu đó, còn bao nhiêu là cô Hồng giữ hết. Chỉ nói là trả tiền cho người giúp việc một tháng 4 triệu, mà trong khi mèo rất cần chỗ ở và ăn, mà trong khi 20 năm vừa rồi chỉ có một mình tôi lo cho các con hết ở trong nhà và vệ sinh của các con trong nhà, chẳng có một người nào giúp tôi, cả đó. Như vừa rồi thì còn 2 tháng đưa tôi 6 triệu tiền Việt Nam đó, thì nói là còn lại mấy tháng tiền người giúp việc, thì cái cô Hồng đó giữ tiền lại để trả cho người giúp việc đó là tháng 1 và tháng 2. Nhưng mà trong khi mèo nhà tôi rất là thiếu thốn, rất cần ăn, còn vệ sinh tôi đã làm được, tôi vẫn làm được, là 20 năm vừa rồi tôi vẫn làm. Nếu bây giờ có người đến giúp tôi như vậy thì nó rất là tốt, tôi cũng biết rất là tốt, thì nó đỡ ngắn lại thời gian cho tôi để cho tôi đỡ ngủ. Như cô Hồng đến đây thường quen cái nhà của tôi, biết đường đi nước bước của tôi, là cả đêm cho mèo hoang ăn suốt đêm hơn 100 con mèo, đến 9 giờ sáng tôi mới về. Cho nên cô Hồng biết là trong nhà tôi có một con chó mà họ gửi cho tôi để họ đi du lịch nước ngoài, mà trong khi con chó đó thì họ nói với tôi là mười mấy triệu chị gửi cho em đỡ để chị đi du lịch nước ngoài xong về chị đón. Con chó đó có chút xíu cỡ 2 kg tôi để ở trong chuồng, tôi lấy dây kẽm tôi cột lại rồi tôi để trong phòng tôi khóa cửa lại đó. Mà cô Hồng biết giờ giấc tôi đi, 9 giờ sáng tôi mới về,
Thì cô Hồng á bảo người á mở ổ khóa, đi đến đây mở ổ khóa, mở cổng, mở cửa này đó, rồi vô cướp con chó, rồi bắt đầu cái cửa bên kia mở ra, cửa này đóng lại, cửa này đóng lại. Chẳng lẽ ai vô lấy con chó, nó hóa thành con muỗi nó bay ra được hay sao đó. Cô Hồng vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa đánh trống, vừa hăm dọa tôi, tao sẽ cho người đến xiết cổ mày. Nếu mà thực tế là cô Hồng không có, tại sao cô Hồng không dám đến đây để mà minh bạch rõ ràng với tôi? Nếu ăn trộm mở cửa thì mở banh chành hết, chứ mắc mớ gì mà phải đóng hai cửa thôi đó. Cho nên á, tại vì cô Hồng đến đây đi ra đi vô cả tháng trời, chó tôi đều biết hết, thân thiện hết, thành thử ra cô Hồng muốn cướp con chó đó là con chó của người ta gửi tôi đó. Cho nên bây giờ tôi không biết nói với chủ nhân con chó đó như thế nào hết. Họ tới họ đòi chó chưa? Sách về rồi. Sách về rồi. Hỏi nó con chó họ mười mấy triệu, bây giờ tôi nói thì ai tin đây? Mất lâu chưa cô? Mới có một tuần lễ à. Đó, cô Hồng, nếu hỏi chứ ai mà dám tới đây mà hả? Nhà tôi đâu có cái gì hoài chó đâu. Nếu mà ăn trộm mà lục lọi thì nó mở banh chành cái cửa ra hết, từ trong trên ra ngoài hết. Chứ mắc mớ gì mà ta tử tế nó đóng hai cái này lại làm gì hả? Mà chó tôi bỏ trong chuồng nữa, mà cột với kẽm lại rồi, mà cô Hồng vô cướp chó tôi, mà cô Hồng la làng lên, cô Hồng đánh trống, cô Hồng la làng thổi kèn lên đó. Rồi. Nhưng mà sao mình lại cứ khẳng định là cô Hồng mà không phải của ai khác? Tại vì trong một thời gian cô Hồng đến đây á, thì mắt cô Hồng toàn là nhìn ngó con chó đó thôi, nhìn ngó con chó đó thôi, chứ ngoài ra không có ngó thèm ngó con chó nào hết. Tại con chó nó có chút xíu à, có 2 kg à, chó đó. Cái giờ đó cô đi đâu? Đi cho mèo ăn suốt đêm. Cô Hồng biết tôi là 9 giờ sáng tôi mới về, cho nên cô Hồng tới đây ăn cướp á thì trước giờ tôi về đó. Khi tôi về tôi thấy hai cửa này vẫn còn đóng, cửa bên trong, mèo ở trong phòng đi ra hết. Mà cô Hồng, cô Hồng có phủ nhận cái thông tin đó là cô nói sai hay là như nào? Cô Hồng vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu mà một người thực tế rõ ràng á thì đến đây minh bạch với tôi rõ ràng. Cô không mà không đến, không đến mà cô Hồng la làng lên, tao sẽ cho người đến nó xiết cổ mày. Cô Hồng nói như vậy hết, nói như vậy. Tiền cô Hồng cũng cướp, mà chó tôi hả, cô Hồng kêu người vô ổ khóa. Thế thì con hỏi cô này rất là trước giờ là có nhiều người gửi tiền giúp đỡ cô không? Cô có biết không? Có. Rồi cô nhận được bao nhiêu? Có người họ mang đến đây, họ đưa trực tiếp. Có người họ gửi vào tài khoản. Có người ở bên nước ngoài gửi vào dịch vụ mang tới đây. Đó. Như vừa rồi hả, cái cô Hồng mà với ông Đào Hiếu mà để mà chụp lợi nhà mèo tôi để quay đi ra nước ngoài để xin tiền á, thì gửi vào tài khoản của hai người đó thôi. Còn tôi hoàn toàn không được cái gì hết, chỉ đưa tôi được có 6 triệu tiền 6 triệu tiền Việt Nam là ở bên đó gửi về đổi ra, còn 4 triệu á là ông Đào Hiếu nói 4 triệu tiền Việt Nam ở đây gửi. Thế còn hỏi cô nè, từ cô có nhớ là cách đây mấy tháng con tới gặp cô không, rồi từ lúc đó tới bây giờ á, có cô nhận được khoảng bao nhiêu tiền người giúp đỡ rồi? Cô nhận bao nhiêu là sao cô nhớ được? Trong vòng khoảng 6 từ đầu năm tới nay thì cô nhận được bao nhiêu tiền này? Thì đương nhiên là nhiều. Mà làm sao mà cô nhớ hết? Tức là cô có nhận được nhiều tiền đúng không cô? Hay là chỉ 10 triệu thôi? Chỉ 10 triệu thôi. Không, rất nhiều. Mạnh Thường Quân thì nói chung là chia sẻ toàn là cộng đồng trong và ngoài nước và tỉnh là rất nhiều. Đó, thức ăn và tiền là nói chung là cho cái gì thì cô nhận cái đó. Cô không chối. Đó, là cô nói như vậy đó. Còn cái việc mà lợi dụng cô thì chỉ có 1-2 người thôi hả? Lợi dụng cô là đó, chỉ ông Đào Hiếu và cô Hồng. Nhưng mà con phải đăng lên, con phải nói đây, con đang ghi nãy giờ đây. Con phải ghi nhận lại những thông tin như vậy. Cô sẵn sàng, cô chịu trách nhiệm về những lời cô nói? Cô sẵn sàng, cô đã nói là cô sẵn sàng. Tại vì cô tưởng là người ta thương chúng nó, giống như là thực tế giống như cô. Tại vì đến cả 1 tháng rồi, 2-3 ngày đến một lần, đến 1 tháng rồi. Họ từ tâm, họ nói là họ từ tâm, họ để lo cho cái nhà mèo này, giúp phụ giúp giùm cho cô vệ sinh này, với lại những cái lặt vặt. Chứ ngoài ra họ không cho một gói hột nào hết. Không cho một gói hột nào hết. Tổng cộng là đưa cô 10 triệu. Hơn 10 triệu. 4 triệu tiền Việt Nam với lại 6 triệu tiền euro mà đổi ra để đưa cho cô là tất cả là 10 triệu đúng thôi. Rồi họ nói là còn dư lại bao nhiêu tiền là trả cho người giúp việc.
một người giúp việc đâu? Người giúp việc là buổi sáng chỉ đến đây phụ 3 tiếng đồng hồ vệ sinh ở phần ở dưới mấy trăm con mèo. Nhưng mà tôi nói nếu mà phụ giúp như vậy á, trong khi mèo cần ăn trước hết mà trong khi giữ tiền tháng 1, tháng 2 để làm gì? Chưa hết tháng, tháng 12 vừa rồi chưa hết tháng mà tự sao giữ chi mà tới 2 tháng? Mèo cần chỗ ở, nhà này tôi cũng mướn chứ không phải là nhà của tôi, mà mèo nó cần ăn. Mà trong 20 năm vừa rồi á thì tôi tất cả là lo cho các con hết, từ ăn tới vệ sinh tôi làm được hết, chứ ai làm đây? Đó, mà như bây giờ có người giúp việc thì rất là tốt cho tôi. Đó, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mà cô Hồng cướp luôn cả tiền người giúp việc ăn luôn. Thế hiện tại bây giờ sau cái sự việc xảy ra thì không người giúp việc là ai trả tiền? Nhưng mà thì cô cứ con cứ ghi đi là cô trực tiếp có chịu trách nhiệm mà. Cô chịu trách nhiệm. Rồi. Thế là bây giờ cái việc mà chăm sóc mèo chó ở đây là mình cô hết hay là còn ai nữa? Chỉ có một mình cô với lại thêm một người giúp việc á, buổi sáng á còn tiền ở bên đó gửi về á thì người giúp việc 2 tháng nữa. Thì cái cô Hồng đó cổ còn giữ tiền mà 520 euro mà đổi ra được mười mấy triệu, chỉ là đưa cho cô là 6 triệu thôi, là còn bao nhiêu á, là nói là trả cho tiền người giúp việc là 2 tháng, tháng 1 và tháng 2 sắp tới đây. Thì á, là người giúp việc á, khi nào mà không gọi được cộng đồng mà cho tiền nữa thì thôi người giúp việc nghỉ đó. Nhưng mà tôi cũng không cần, nói chung hết tiền xuất tiền khoản đó tôi cũng không cần, tại vì quá lương lẹo, tại vì quá ăn cướp trắng trợn luôn. Thành thử ra tôi không cần đó. Tôi hỏi em và hỏi tất cả cộng đồng, nhà tôi đi vắng biết giờ giúp tôi đến đây một gói hộp cũng không cho, không hề cho cái giúp đỡ cho mèo, lấy cái số mèo của nhà tôi để mà trục lợi xin tiền của Mạnh Thường Quân ở bên đó chứ không phải là xin tiền Việt Nam luôn đó. Tức là cô bị trục lợi từ cái việc của cô nuôi này thì là như vậy, còn dám mướn thợ khóa vô để mà mở khóa xong mà khóa lại đàng hoàng luôn, hay ghê không? Mở khóa xong khóa lại chứ tỉ mặt có ai? Nếu mà ở đây em thử nhìn coi, tại vì đường đi qua đi lại thôi chứ đâu có ai đâu mà đứng nhìn, cho nên cô ta tự do giống như là cô nhà của cô á. Điện thoại nào? Bây giờ cái người mà muốn giúp, nói chung là cộng đồng, tất cả cộng đồng trong và ngoài nước và tỉnh, ai muốn giúp đỡ và chia sẻ cho cái nhà mèo của tôi như vậy á, một là gửi qua tài khoản, hai là theo số điện thoại, chứ đừng có gửi qua những cái tài khoản của cô Hồng và ông Hiếu. Dạ. Bây giờ là chỉ nếu ai giúp đỡ thì chỉ gặp cô thôi, không gặp nếu ai khác. Nếu mà họ đến đây á thì đương nhiên là họ gặp cô.